Sit there while I tell you just how beautiful you look tonight. As if you haven't heard me say it about 100 times. You shake your head and look away. I promise that I've tried my hardest to let go of this. But every time I think about a world without you in it, my life becomes a darker shade of gray. Hey, hey, and all I wanna do is make you smile. When darkness still ensues, I wanna be alive. Whatever we go through, I'll make it worth your while. 'Cause every minute, every hour, on staring while I tell you that you're all I need. And even though I know you know that I'm a fighting breed, I'm gonna keep on showing you exactly what I mean. 'Cause all I wanna do is make you smile. When darkness still ensues, I'll know it was worth it every night I lie beside you and your tears keep you awake. Honey, it's all worth it. You'll always be worth it. 'Cause all I want to do is make you smile. When darkness still ensues, I wanna be alive. Whatever we go through, I'll make it worth your while. 'Cause every minute, every hour, every day, I wanna make you smile. Oh, every minute, every hour, every day, I wanna make. A smile to light up the day, and I watched your love like an endless parade, and I'd celebrate your every move. They say we're coming apart at the seams, and all roads ahead must go on separately, but I swear you start running now. If I am your only doubt, 'cause nothing could slow me down when I'm on my way to you. Take all the time.
kính thưa các vị khách quý, sau một thời gian tìm hiểu của hai cháu Trần Nam và Đình Vân ở trên mồi, được sự đồng ý của hai gia đình và hai họ, hôm nay là lễ thành hôn của hai cháu được tổ chức trong thể nhà văn hóa của phường, được sự ủy quyền của ông Thật bà Ánh. Tôi xin chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của họ nhà trai. Và hôm nay lễ thành hôn của hai cháu thì tôi là đại diện nhà họ nhà gái, xin chào thông cho ông Sam bà Thực từ thân phận này. Cháu Trần Lam là con dâu của ông bà Sam và bà Dậu, là cháu dâu của họ nhà trai. Đấy, xin chào. Và từ thân phận này cháu Đình Tuấn là con rể của ông Thực bà Ánh, là cháu rể của họ nhà gái chúng tôi. Thì trước khi đến ra đâu thì bác căn dặn cháu: thôi trời có khi lắng khi mưa, ngày có khi sớm khi chưa lưng người. Thế thì lúc sớm lắng chiều mưa, tính cách của các cháu thì phải có lòng thương yêu nhau và chấp sự yêu nhau, yêu nhau bằng sự chẳng lề, một chấp chỗ là canh kê bằng thì thương yêu nhau. Đẹp. Chúc hai cháu hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, cầu các bà, quý vị quan khách cùng toàn thể thanh niên nam nữ, được sự tìm hiểu của hai cháu và cho đến nay đã được sự đồng ý của hai cháu và được sự đồng thuận của hai gia đình, được sự cho phép chính quyền của hai địa phương, hôm nay hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Đình Tuấn và Trần Nam. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả các cụ công, các bà, các quý vị quan khách đã bớt chút thời gian về dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo lời của ông đại diện họ gia đình nhà gái, thay mặt họ gia đình nhà trai, tôi cũng thay mặt cả tổng tập đoàn nhà tôi xin trân trọng nhận cháu Trần Nam là con dâu của gia đình nhà tôi và là cháu của dòng tập chúng tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin trân trọng cảm ơn bác đại diện họ nhà gái. Và cũng nhân tiện đây, cũng thay mặt cho gia đình nhà trai tôi xin kính mời các cụ công, các bà về hội trường và cùng dự bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.